đang dọn tép máy lại bán cho khách nha các bạn. Thay hộp mực mới luôn ha. Nguyên siêu nguyên tem. Các bạn có nhu cầu mua máy in cũ liên hệ với mình ha, inbox qua cái số Zalo 090 3968 225 nha các bạn. Mấy cái máy in cũ như HP 1010, 1020, Canon 29 á, rất là phù hợp cho các bạn mình in tài liệu này kia ha, giờ học online á. Tất cả máy in là bán ra đều có bảo hành nha các bạn. Rồi ha, mới gắn mực vô từ từ in sẽ đều lại thôi. Đây là một con 1010. Máy cũ cái nắp vỏ ở trên thì thay mới luôn nha các bạn. Tình trạng nói chung là máy cũ như thế này là quá ok ha các bạn. Bán là ra đều bảo hành 3 tháng. Và đây là một con máy khác ha, 2015. Cái lộn xin lỗi ba, 1015. Máy in bán kèm mực toàn là mực mới khu siêu hết nha các bạn. Một không mười lăm. Nay là giao ba con máy. Bán theo kèm theo là có cáp nguồn và cáp in USB luôn nha các bạn. Con này là con 1020. Một không hay không thì nó không có nút test nên mình phải cắm cáp USB vào mới test được nha các bạn. Cáp USB bên hông ha. Con này là trong cái video phục hồi máy in lại các bạn, trong kênh ha, mình có làm cái video có cái con này. Đây là cái bản Windows Printer Test Bay. Bản in ok nha các bạn. Nếu các bạn cần mua máy in cũ các bạn có thể liên hệ số 090 3968 225 nha các bạn. Inbox Zalo cho mình nha, tại vì mình cũng hay đi ra ngoài á. Mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Nè, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Copier for Ren Cheap.